Long Xuyên cái đó bác là sĩ mỗi có mổ mình mới được chứ ở đây thai không có được. Dạ, là phải đi thay ống thường qua xuyên. Bác sĩ ở Long Xuyên bên bên nước nhiều dặn bệnh viện nước đa khoa mình vậy nè. Ăn cả rồi đó. Cái lạnh ảnh đang ngồi nè. À, đây là dì Bảy giới thiệu à, chị. Dạ chào anh. À, xin chào quý vị và các bạn. Buổi chiều hôm nay mình có đi xuống Long Xuyên quý vị. Đó là mé bên đây chợ mới. Có bà con chỉ có một cái hoàn cảnh của cái anh này cũng hết sức là đặc biệt. Ảnh đi lao động về quý vị. Đó là bị tai nạn xe á, ảnh chạy ra là xe tải chạy tới ảnh né xe tải á, rồi bị sập xuống cái hố, bị gãy cái xương sống á quý vị, rồi nó bị chết cái dây thần kinh luôn. Ảnh không có kiềm chế được cái vấn đề mà đi tiêu đi tiểu cái gì, không kiềm chế được nên rất là khó khăn. Ở bây giờ để mình vào nhà mình hỏi thăm xem nha quý vị. Rồi, xin mời quý vị chúng ta cùng đi. Ở đây là cái nhà của. Chào anh. Anh có thể cho quý khán giả biết anh tên gì được không? Trần Công Minh. Anh Trần Công Minh. Năm nay anh được nhiêu tuổi anh Minh? Sinh năm 85 á. Này sinh năm 85 là nay 48 tuổi. Đâu có. Ba mấy à? 38 tuổi. 38 tuổi. Đúng rồi. Ảnh bị anh sao mà anh bị cái hoàn cảnh vậy anh? Đi làm rồi người ta trở về rồi ta đâm vô bờ lề cái đụng cái bờ kè cái lộn lên cái gãy sống luôn. Chứ không có gì. Rớt xuống hả? Mình... không có rớt luôn, còn nằm trên xe luôn, nằm trên đầu người ta, nằm trên bàn thờ xe luôn. Gãy cũng như tụi vô gì nè. Cũng như nhà người ta về ra cái người ta xây ra cái ổng sụp bờ lại cái ổng tông vô. Cái ổng nằm ở xe còn đứng luôn á, gãy sống liệt luôn. Gãy sống nằm luôn. Rồi nó cái nó liệt, nó đứt cái dây thần kinh mình luôn hả? Không cử động gì được nhưng mà nó tơi cứng, phỏng tùm lum. Rồi đi tiêu, nghe nói đi tiêu đi tiểu rồi. Đây. Có nghĩa là mình không kiềm chế được luôn hả? Không kiềm chế không biết được luôn quý vị. Do cắn bây giờ chặt cũng không biết nữa. Chở người ta chở đi thay ống nè, phỏng bô vớt bô phỏng không biết luôn. Mới thay ống qua. Rồi cái anh bị như vậy bao lâu rồi anh Minh? Không nhớ nữa, nhưng mà cũng lâu rồi đó, mấy năm rồi đó. Lúc đó nhà, gia đình anh sao lúc có gia đình có một con vợ thôi lâu trước đó lâu rồi có nghĩa là vợ thôi trước đó rồi phải không? Sau này đi làm mới gãy sống con anh là cái này gia đứng đây con đứng đây cha con là bé nó giờ nó còn học không còn học không con nghỉ năm lớp 9 hả? Ở nhà phụ giúp đỡ cha hay sao? Cơm nước và đẩy cha đi tới lưu vệ sinh cho cha ha. Dạ cha tự đẩy rồi con chỉ làm cái gì lặt vặt. Con làm lặt vặt trong nhà ha. Rồi làm sao sinh sống sao? Không có tiền cái xin bà chị. Có nghĩa cái dầm cái bên nhà nước cho gạo hay là mạnh thường quân cho gạo đây. Rồi hai cha con sống qua ngày. Dạ rồi nói chung cô bác mà cho ăn thôi mà. Năm nay con được nhiêu tuổi con? Dạ con 16. Con 16 tuổi. Chị lấy ghế ngồi đó chị á. Nói chuyện đi. 16 tuổi. Năm 2 năm nữa là cũng đi kiếm việc làm phụ cha được rồi. Là cái kinh tế tiền là xin chị không? Xin chị không ha? Thứ qua vừa đi thay ống mới đi qua Long Xuyên nè. Chị là chị thứ ba. Chị thứ ba của anh Minh. Như nó hết tiền mua băng keo gạt thì cho 500. Để dành ba bữa cái mua trăm bông gòn nọ kia băng keo với xúc rồi dùng uống xúc đỏ lắm. Rồi mới cho 1 triệu đi thay ống ngày hôm qua đi bằng mướn ông kể bằng mướn rồi công việc của chị làm hàng ngày là làm gì?
như cũng đi làm mướn, đi vẽ bắp, lửa bắp rồi bằng đêm không ạ. À. Đi chiều, nhiều khi đi chiều sáng về. Rồi một ngày vậy là chị kiếm cũng được kiếm 200 mấy, 300 mấy hên xui. Nhờ vẽ nhiều, người ta vẽ nhiều, lửa nhiều. Rồi chị giúp cho anh Minh vậy rồi ông xã chị có nói gì không? Không, không nói gì chứ. Vậy cũng ảnh cũng lọ tốt. Lo nuôi mà. Bà già 81 tuổi nuôi nó với con nó luôn. Bà già của chị là ở chung với chị gì? À, lần ở đây, rồi giờ dước về chổng thấy bà già lụm cụm. Anh bây giờ anh ngồi xe lăn cái gì? Biết thì biết nhưng mà bây giờ cái vấn đề mà vệ sinh mà tiểu tiện đồ đó thì nó ảnh không có kiểm soát được. Nói như quý vị thấy nãy là ảnh cũng mổ đi uống cái lần gì ra đây nó ghê. Có khi lâu lâu cái trời cái ống này nó hành có mũ hành nóng lạnh. Rồi có bác sĩ có nói là như thế nào mới khắc phục được không? Không phải đi chị những năm này năm kia nhưng mà không có biết được. Nhưng mà cũng không có khả năng luôn. Có nghĩa là bác sĩ nói là không có khả năng để phục hồi lại được phải không? Nhưng mà đi thì đi nhưng mà phước chủng thầy chứ bác sĩ cũng chưa biết được. Ông ý tôi hỏi là bác sĩ có nói là có cần cái gì hồi phục lại được không? Bác sĩ là thì cứ đi về chứ không có biết là hồi phục hay là cũng không có khả quan. Tại nó gãy anh L1 đâm vô tỷ luôn. Wow. Chứ người ta chấn thương thì có thể sẽ trị liệu. Cái này nó bị đâm vô tỷ là mình luôn tỷ. Gãy là đâm vô tỷ. Có mẫu kì có mẫu lấy ra. Sống đây nè. Có mẫu là sống luôn. Bị nóng. Cái giờ gãy ngang đó nó mất bị ba mấy triệu thì chị em đứa không mất. Là mẫu cái gì? Đây là mẫu cái lằn xương sống. Mẫu lằn cặp inox lại. Để cặp inox vô bây giờ inox vẫn còn trong đó đó hả? Đâu mẫu. Vậy là phải mổ lấy ra chứ không thôi là nó nhức dữ lắm á. Đúng rồi, nhức trời lạnh nó nhức không? Nhức. Trời lạnh nó nhức rồi giò. Mấy giờ đi không được cái chỗ này nè, lỏng le nhức. Có tiền đi lo cho nó. Cái này cũng còn inox luôn hả? Không phải, kiểu như nó không đi được cái nó nhức. Cái dạng như nó bị cái dây thần kinh nó dây máu nó không xuống được nó sưng giò, ngồi có khi sưng giò luôn. Dạ. Giờ con gì cắn đâu biết đâu. Giống như nó tê luôn rồi đâu biết. Tê, mắc cảm giác. Ông vô ông cũng đâu xuống xe còn không biết. Lúc đó là xe mình để cái tai nạn là xe gì đụng không? Xe Honda, không có ai đụng hết, tự ông đó mằng mướn rồi ông chở về cái ông tự ông vắng té luôn, ông bỏ. Vắng lên xe hơi hay là không vắng vô bực thềm vậy nè. Ông tự té luôn hả? Không, người ta chở nhưng mà người ta tự người ta lủi vô lời rồi. Thì người ta tự té luôn. Lúc đó ông chở đó anh có sai xỉn gì không? Không, bình thường. Vậy nó không sao chứ hả? Ổng ngồi im trên xe luôn, là mình lộn ngang đầu là nằm trên bàn thờ luôn, chưa dớt đất luôn. Bàn thờ gì? Cái bàn thờ xe mình nè. Xe Honda mà nằm bàn thờ được luôn hả? Nó lộn cụp lại văng lên. Rồi nằm ngửa lên nha. Ổng mới gãy. Là nằm trên đầu ổng luôn. Rồi thờ xe ổng còn đang ngồi gì luôn. Ổng không có ngã xe. Rồi số anh xui dữ vậy rồi. Nhưng mà ổng thì không bị gì hết. Không bị gì hết, ổng nguyên vẹn, xe ổng nguyên vẹn luôn. Chỉ có em gãy như xong. Đúng theo giờ là mổ lấy ốc xe đáp ra mà thấy nó cũng 6 năm nay rồi phải chịu cực khổ tiền. Vậy hả? Đi đứng vậy rồi không ai nuôi. Chị thì lo mằng mướn kiếm tiền. Con thì lo là ngày xưa gia cảnh làm sao vợ thì cũng đi mằng mướn sao? Có vợ làm sao? Có vợ rồi thôi lâu đấy, lắm mới bị vậy sao? Rồi được mấy cháu? 2. Là thằng kia bị khối u não à. Mắt não chết rồi. Mắt luôn rồi hả? Nổ trọng mắt rồi nước sọ hết luôn. Chết luôn. Ghê. Rồi chỉ bỏ đi luôn. Rồi sau này hai vợ chồng thôi luôn. Con mắt rồi cái thôi. Tới gãy nó sống. Anh cũng đẹp trai chứ bộ. Lúc đó chưa xảy ra mặt anh đẹp trai luôn. Không thôi. Không phải là thôi. Thằng con mắt rồi cái hai chồng thôi. Sao anh biết con mắt rồi thôi? Sao anh biết nguyên do gì chỉ thôi? Không, hai chồng cũng thôi kêu em đi tại vì cũng nhỏ hơn mình nhiều cũng nhỏ hơn mình nhiều đi kêu tên hay kêu em đi tại vì cũng nhỏ tuổi hơn mình nhiều thì anh xin chị sẽ thương thích xin anh thì muốn xưng gì xưng nhưng mà sao kỳ vậy tánh thích làm nhỏ không làm không phải thì hồi đó là Minh đi làm cái gì đi theo ông anh trước cửa nhà nè đi theo cũng như là giác khoai giác rồi ngồi ngoài đường cái ông kêu phóng lên xe đi về ông cho tiền á đi mình đi giác khoai mướn hả đi giác khoai mướn cũng như theo lơ đóng xe đồ này kia rồi cái hai kêu giác khoai giác ai kêu làm gì cũng làm bốc giác hồi xưa có ai kêu gì làm nấy hồi xưa có đi làm có nhậu không
À, không. Con năm mười mấy tuổi rồi. Về là không có nhậu, không đang đi xe mà. Xe hôm nay mới đắp cát rồi mướn. Còn con tên gì? Dạ con chồng Minh Mẫn. Minh Mẫn hả? Lấy họ trà lót vô hả? Lúc không ghẻ sống Minh cũng Mẫn. Lâu lâu rồi đám tiệc chứ cũng có ghẻ nào. Chưa? 16 tuổi chưa ghẻ mày. Đúng rồi, mắc cảm giác là không tiểu được hả? Già đây luôn. Cái đó là đâm ra là để tiểu đó hả? Mẫu này đâm ra là tự nó ra. Rồi đi cầu. Đi cầu thì nó quậy lên, nó đau rồi nó đau luôn ống này thì mình biết. Mà làm sao? Thì mình đi lúc kiểu như nó quậy lên á, nó quậy đi đau không thì nó đi thí đường dưới nó quậy đi được dạ. Bình thường nó quậy lên đây là mình mới biết, quậy lên là đau nhất cái ống này nè mình mới biết chứ thật sự không có biết cảm giác, không biết luôn lỏng tự đi. Thì nhập viện ỉ chảy nhập viện cũng có là tự đi, còn bằng cặp thì mệt lắm. Cái này nói chứ trời nóng nó cũng khó chịu mà trời lạnh nó cũng đau nhất nữa. Đau nhất. Hôm nay đi không cái này được cái khó chịu đây lắm. Bệnh giờ mới đi chứ động được không? Cử động gì được nhưng mà bây giờ chặt ngang cũng không biết có gì nè. Đeo vết gì. Ngứa cái gãi. Nó mất cảm giác rồi phải không? Hết cảm mất cảm giác. Đi về cái vết xuống bô phòng nào hay về tới nhà cái phòng gì. Vậy là không luôn. Bây giờ bác sĩ giờ chỉ uống thuốc thôi hả? Đi thay ống uống thuốc rồi nọ kia chỉ thay ống uống thuốc thôi hả chứ còn thuốc. không có cho cái ống cho không có để cái bàng quang vô lại bình thường được không, hả được. Bác sĩ là chừng nào có đứng được mới để vô có lên thành có lên Sài Gòn chưa có tiền đâu đi hồi đó thì đi nhưng mà sau này hết đi rồi khả năng hết mà ý nói là mình có lên phải lên bệnh viện tuyến trên ở Sài Gòn mình coi bác sĩ nhiều khi ta có, khám thử có coi có bỏ vô được hay không có phục hồi mình được không? Dạ bệnh viện Bình Dân á, không luôn. Bệnh viện Bình Dân chê dạ. Luôn rồi phải không? Chơi luôn, mới chở về đây mới ra này nè. Bệnh viện Bình Dân, bệnh viện Nhiệt Đới cũng chơi luôn. Đó nó mất cảm giác. Vậy là chừng nào con người mà có đi được là mới nó hoạt động lại, còn giờ nó teo rồi. Tự nó ra cái bàn quang giờ nó teo luôn luôn. Teo. Vậy là mình có đi Bình Dân với Nhiệt Đới rồi không? Bà có lo đi với cô bác họ cũng có cho tiền đi nữa. Dạ. Lúc mới gãy cô bác xuống viện cho tiền nào yên tiền nãy nói mấy tháng chỉ cho thì bị mấy năm hả cũng 7 năm rồi đó 7-8 năm đồ cả 7 năm rồi lúc đầu là bị gãy là đi bệnh viện cặp luôn á không chưa gãy là đi thẳng gãy lên chờ gãy cặp luôn đồng xiên chuyển đi luôn nó đào không vậy lúc đó anh có cảm giác gì không không gãy là nó mắc ở đây luôn rồi gãy ngang là mắc liền luôn á là nói chung ra không biết cái gì ở dưới khúc chứ từ đây lên thì biết còn trai con học tới lớp 9 con nghỉ hả dạ. Tự con nghỉ hay là sao dạ, phải điều kiện con không có nếu mà thí dụ như có điều kiện con có muốn đi học nữa không có. Con học giỏi không được. Trung bình hả dạ, cũng khá hả sao con không ráng con ráng học thêm năm nữa thí dụ như mình lấy cái bằng bạn lấy bằng cấp 3 đi nó nằm dịch bệnh đó. Học online nó học không vô chẳng công minh mình năm dịch bệnh vô học online học không được là nó nghỉ lúc năm dịch bệnh tới này luôn vô online á nó nằm vậy quá ấy cho học online với lại bằng điều kiện ba nó tiểu tiện đồ nọ kia nó nhà phải vệ sinh đồ tắm nước đồ rồi tắm giữa thứ ba nó đồ học thấy cũng khổ quá học mượn đích người ta đi học về có mẹ cha lo ví dụ như giờ con có điều ước gì cho cha con ước gì ước cho cha mạnh khỏe đi đứng là được cái chuyện đó thì giờ chắc nó hơi khó con ước cái gì ngày con ra đây con ra xích đây con ngồi ở đây nè ngồi xuống có gì nói ví dụ như con có được điều ước rồi con muốn ước cái gì cho cha con ngoài cái sự mà mạnh khỏe đi đứng là cái đó chắc hơi khó rồi con dạ, con thì... ước cái gì thí dụ cái gì khác cái gì thực tế á cho cha mạnh khỏe thì không đi đứng được thì cũng không sao nhưng mà cho cha mạnh khỏe thì sống hoài với con thì rồi thí dụ như ngoài cái đó ra con có tiền cho cha thì hai ống như lạc vặt này kia thí dụ vậy đó dạ. Chứ còn con ước cái sức khỏe đó thì đâu có ai cho con được xài ống nó tốn tiền nhiều mà đi kêu xe ôm ta chở đi cũng như xe ôm vô đây ngồi lên giường cái người ta bồng lên ta bồng lên đây cái đi nói chung mua nhiều khi nó sinh nó rất là khổ quá nó không dám sinh
thằng này mấy tháng mới đi làm, hôm nay cũng chưa định cho. Cái nói của bà có tiền cho bà đi thấy không? Đi đủ thứ tiền hết á. Đi giờ đây mình cho 1 triệu. Đi qua thì ít gần đây 700 mình, chín mấy ngàn. Đây mình qua 800. Đây mình qua bệnh viện Chợ Mới ha anh. Đa khoa bên mảnh Long Xuyên. Ở bên Long Xuyên hả? Qua Bắc An Hòa hả? Bác sĩ Tư, bác sĩ mỗi lần mổ này bây giờ tự ông qua bên đó chứ đi chỗ khác. Bên Chợ Mới hả? Bên Chợ Mới bên đây không có hả? Cái ống này không thay được à? Không thay không được. Cái nó muốn nghẹt giờ nào nghẹt à. Đúng nửa tháng thay là nó chảy đó, đâu nếu mà qua nửa tháng là nó nhiễm trùng á. Cũng như mình tiểu tiện mạnh cái giọt nước mình ra đồ ba cái cặn bã. Quý vị hoàn cảnh của em Minh năm nay 38 tuổi mà em bị tai nạn này cũng 6-7 năm đi nữa cũng không chừng có khi phải hoàn cảnh cũng rất là khổ. Tại vì nó muốn nghẹt nghẹt trong chồng nó cặn bã đó. Giờ cháu con tên Mẫn phải không? Mẫn không? À, con của em Minh học lên lớp 9 nghỉ à, bây giờ ở nhà cũng phải lo lắng cho cha đó. Rồi hai cha con thì nương tựa với nhau ở cũng không có tiền bạc gì thì cũng nhờ sự giúp đỡ của chị em bà con lối xóm đâu hả à, sống lúc lâu dần cái cho gạo cái bên nhà nước được phiếu tới lãnh gạo đó là con bữa dầm lãnh được 2 tấm 10 kg. Khi nhà nước có hỗ trợ gì không? Cũng như lâu lâu có gạo này kia gì đó, còn tiền lãnh hàng tháng. Có đoàn nào tới hỗ trợ gì không? Không, hồi đó giờ không có đoàn nào. Chỉ là chị xin tiền đi thay ống, rồi hết tiền mua này mua kia, Thôi thấy anh quá khổ luôn. Em cũng dính tiền của tiền túi gửi cho anh 100 để xài gì đó, xài gì đó. Cái đó là của cô bạc vợ nó. Vợ nó tài trợ. Dạ cũng mong đây có quý khán giả cô chú anh chị nào mạnh quân nào thấy được cái hoàn cảnh của anh Minh đó thì có một chút tấm lòng nào đó cho anh Minh bớt khổ cái dịch. Và mình cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ kênh mình ha. Có tiền đi thay ống đồ này kia thuốc men mua có khi hành nóng sốt mua thuốc hoài à qua mua hết 200 ngàn tiền thuốc bên bệnh nhà tiền là mua không bên bác sĩ nó hành nóng lạnh hay cái gì cái chị bà mua cho em đó đi mua còn tiền là nói chung cho để gặp mỏng mệt dày dòng mua men rồi mua kéo đỏ. Rồi thuốc đỏ mù thuốc chữa thuốc muối gì đó cũng như thêm nói đây mình vừa qua mình quay cái bà cụ 82 tuổi bán cái số thật sự là cụ đó có khổ có thương thiệt nhưng mà còn có người giúp được anh Minh này đúng là vô con đường cùng nên quý vị có thể lo không ạ à? Tại vì chị này cũng còn có gia đình cũng hoàn cảnh khó khăn quý vị nhưng mà chỉ lo như là chỉ nhím ra là một cái kinh tế là rất là eo hẹp theo em thấy là em biết luôn á mà lo như chỉ là thêm một gánh nặng cho gia đình của chị nữa nhưng mà biết làm sao bây giờ đây một cái bà già luôn chứ đây cái là đúng là nghĩa là cái khổ mà nó tới là cái tột đỉnh luôn á. Rồi cái xe này là ai cho ở thành phố á, thằng Bí trên này nó xin nó ngoài về nè. Bí vậy là cuộc sống mình là gắn liền với chiếc xe này ha. Nào chết mới hết nó hồi đó xe kia về xe này xe lăn. Giờ trong người trong người mình thấy nó như thế nào nó trong con người của mình á nó đau đớn nó nhức nhối nó cỡ nào như nhất cái là quải mình mẩy hết á có khi ống này mà nó nhiễm trùng rồi cái là nó hành nóng lạnh đủ thứ hành nóng lạnh có khi mà nhập viện luôn á mình uống thuốc nó đỡ không uống thuốc vô hết nhất rồi nó cũng đau lại nữa tại vì cái ống nó đâm vô cái bàng quang á ngồi gì chứ thuốc thuốc mà uống thuốc nhiều tiền không bác sĩ bên bản thì tiền nhiều hơn là thuốc ở quê này như 10 ngày uống là 250 có tiền thuê thuốc 300 có tầng có khi là 200 có bác sĩ bên bản nó mắc hơn bác sĩ bên tiệm bên đây bác sĩ mà chuyên mổ này nè qua ổng thang qua sau lưng đa khoa bệnh viện mình mướn
ta chỉ chở đi bọng chăm giữ, ta bọng ra. Giữ gì hai đây bắt chăm giữ rồi hả? À, ta bọng ra vô đây, ta bọng lên xe. Bọng lên xe rồi ta qua bãi phòng vô rồi về đây bọng lên giường. Nghèo ăn trăm ngàn vừa. Giờ nó có người săn sóc, thằng này thì nói chung sắp nước. Theo như cái tư tưởng của anh Minh, theo như trong lúc bây giờ anh đã bị bệnh gì đó, trong đầu anh có nghĩ về cái tiêu cực hay là tích cực như thế nào không? Suy nghĩ có lúc mà lộn lên, có khi con làm ấy, có khi cũng la bực bội trong mình, suy nghĩ với cái đầu nó cũng như muốn bực giờ nào là bực á. Cũng như nằm trong buồn á, cái buồn buồn ra đây, ngồi đây, cái nó muốn lộn cái đầu. Bực là bực mà trong ý định có làm muốn làm gì đâu. Bây giờ tê nhất, bây giờ em chỉ mong có tiền đi thay ống rồi mua băng, mua gạt, mua này ống kia, thuốc men thôi. Em gì bây giờ làm cho em đó. Đi bệnh viện à, không có đi được à. Đi đứng khó, đủ thứ hết á. Biết kêu là bực cái muốn sống mà là muốn chết hay là sao? Chết sướng hơn sống. Giữ hoài. Theo như bây giờ là hình như là chết sướng hơn sống, phải không? Nhưng mà nói gì thì nó tội cho anh quá, tội nghiệp anh quá. Đau nhất lắm, nằm nhiều khi suy nghĩ có khi 2-3 giờ đêm chưa ngủ, sáng đêm luôn. Nhất hả? Nhất, có khi nhất lên ống hả? Quẩy. Rồi giò. Vệ sinh giò xong xuôi. Có khi rồi, bây giờ, này luôn á. Bây giờ hai cha con rồi không có... không có làm gì để ra cái dạ không cái, em có mới nhập viện cái kinh phí để mà xây sở hai bữa qua ba đưa chai dầu rồi tự nhiên con tay biến gì đó nữa thì... nó mờ con mắt ví dụ như con có cái hướng con tính làm gì không, ví dụ đi bán đi bán giấy số kiếm thêm tiền để phụ cho dạ, cho cha gì có tiền đưa ba ừ thì nó con phải đi con phải con phải đi bán, ví dụ như con bán chút xíu cái con chạy về con thăm cha cái đi bán tiếp đặng nó có cái kinh phí chứ nếu mà con không làm cha con bị bệnh gì nữa rồi ví dụ như Mạnh Thường Quân người ta có giúp cái số lượng nào đó thôi rồi con cũng phải tự làm tự vì nó cái thời gian dài mà con đâu phải người ta cũng giúp mình hoài đâu. Thấy mình nó không lành lại ra giờ ngoài đường nó cũng thật là ghét của người ta không phải bán số giờ nó làm dữ lắm này cũng không có vô chỗ mặn chỗ nước vô chai á. À. Mà nhập sáng rồi nó thức gì cái lò bọt nước xuất hiện rồi bắt đầu nọ kia đứng chuẩn bị cho ba nó làm đó ra tới trưa chứ như quý vị thấy thì hoàn cảnh của em Minh cũng rất đáng thương, cũng nhìn cũng tướng cũng sáng lắm, quý vị cũng đẹp trai lắm mà tự do số phận đó, nên, đó làm mướn cái gì cũng làm hết á, cũng khổ nè, nói chung chẳng nè. Rồi như quý vị thấy mổ xương sống nè, rồi mổ lấy bàng quang bỏ ra ngoài nè, nó bây giờ không có cho vô được nữa, nên cái vấn đề sinh hoạt vệ sinh nó hơi bất tiện nữa, cả một vấn đề như quý vị thấy mình bị chút xíu thôi cũng khó chịu rồi đó, thôi thì cũng thông qua cái video này cũng rất mong quý vị các nhà hảo tâm trong như ngoài nước đó là giờ thấy được cái hoàn cảnh của em Minh. Cũng xin quý vị mở rộng vòng tay giúp cho cha con của em vượt lên trên cái số phận của mình để em bớt một phần nào sự đau khổ vất vả trong cuộc sống ha. Rồi, cảm ơn quý vị. Cũng xin kết thúc video luôn nha. Chúc cô chú anh chị được buổi chiều thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong sự nghiệp nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tên anh tên gì? Sống quanh ta 360. Sống quanh ta 360 ha. Mà mưa, chẳng có mưa không? Thanh khổ, tội nghiệp quá.